Chân thành cảm ơn quý vị vẫn luôn luôn theo dõi những chương trình của chúng tôi. Và tiếp tục cho phần tin 24 giờ là một bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ cho biết, ngày càng có nhiều người phụ nữ gia nhập vào làng chính trị vì Tổng thống Donald Trump. Không còn bao lâu nữa thì cuộc bầu cử nhằm để chọn ra vị tân thống đốc cho tiểu bang của Virginia sẽ được diễn ra. Điều đáng nói ở đây là có rất nhiều phụ nữ ghi danh tranh cử. Một người trong số các ứng cử viên nói rằng chính những lời nhục mạ phụ nữ của Tổng thống Donald Trump đã giúp truyền cảm hứng thôi thúc họ gia nhập vào làng chính trị. Vào ngày 7 tháng 11 sắp tới, tên của 51 phụ nữ đến từ các đảng phái chính trị sẽ xuất hiện trên các lá phiếu bầu. Con số này cao hơn 60% so với hai đợt bầu cử trước đây. 26 người trong số 43 nữ ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ nói rằng đây là lần đầu tiên họ ra tranh cử vào một chức vụ. Kể từ tháng 11 năm 2016 cho đến nay, có rất nhiều phụ nữ tuyên bố họ sẽ gia nhập vào làng chính trị. Bức tượng của Thánh Junipero Serra bị phá hoại tại tiểu bang California. Thưa quý vị, bức tượng của Thánh Junipero Serra đã vừa bị ai đó phá hoại ngay trước khuôn viên của giáo trường San Gabriel Mission ở tiểu bang California vào ngày thứ Sáu ngày 3 tháng 11. Giới chức trách cho hay, ban đầu các thủ phạm tính cắt bỏ phần đầu của bức tượng bằng một chiếc cưa điện, tuy nhiên sau đó lại đổi ý dùng sơn đỏ phá hoại bức tượng này. Trong thời gian gần đây, có rất nhiều người lên tiếng phản đối việc vị chủ trang của Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ, tức là Đức Giáo hoàng Francis, quyết định phong thánh cho ông Junipero Serra, vì vị linh mục thời thế kỷ thứ 18 này từng đối xử không tốt với cộng đồng người da đỏ. Toàn bộ diễn biến của màn phá hoại đã được quay lại bởi hệ thống camera an ninh. Bức tượng của Thánh Serra từng được dựng lên cách đây 15 năm. Kính thưa quý vị, ít nhất là hai người được cho là đã bị thiệt mạng sau một vụ nổ súng bên trong sòng bài ở thành phố Bakersfield thuộc tiểu bang California vào ngày thứ Sáu, 3 tháng 11. Dựa vào thông tin ghi nhận từ sở cảnh sát, giới chức trách đã phát giác ra thi thể của một người đàn ông bên ngoài khuôn viên của sòng bài Golden West Casino. Nằm đối diện bên kia đường là một người đàn ông bị thương nghiêm trọng. Nhiều người khác đã bị thương tích trong lúc bỏ chạy tìm chỗ trú thân. Hiện vẫn chưa rõ hiện kẻ nổ súng đã bị bắt. Động cơ của vụ việc đồng thời đang được giới chức trách đang tiến hành điều tra. Số người bị thiệt mạng vì thiên tai ở Puerto Rico thực chất cao hơn số liệu hiện tại. Thưa quý vị, Thống đốc Puerto Rico vào ngày thứ Sáu ngày 3 tháng 11 cho hay, số người bị thiệt mạng vì siêu bão Maria hiện đang đứng ở mức 54 người. Tuy nhiên, thị trưởng thành phố San Juan lại nói rằng, số người tử vong thực chất cao hơn nhiều so với số liệu hiện tại, tức là lên đến hơn 500 người. Phát biểu nêu trên đã được bà Cruz đưa ra trong bài phỏng vấn cùng hãng thông tấn CNN. Thế theo sự chấp thuận của gia đình người đã khuất, tất cả thi thể của nạn nhân đều được mang đi hỏa táng. Bão Maria được cho là cơn bão kinh hoàng nhất từng đổ bộ vào Puerto Rico nói riêng và vùng Caribbean nói chung trong suốt gần 90 năm qua. Hiện tại có hàng triệu người dân Puerto Rico đang phải sống trong cảnh cúp điện, thiếu hụt nhiên liệu, nước sạch cũng như lương thực. Một trường học đã bị phong tỏa sau vụ nổ súng tại tiểu bang Michigan. Một thiếu niên 15 tuổi đã được qua cơn nguy kịch sau khi bị bắn trọng thương bên ngoài một trường trung học ở tiểu bang Michigan. Truyền thông địa phương vào ngày thứ Sáu, 3 tháng 11 đưa tin, vụ nổ súng xảy ra trên khuôn viên của trường trung học Patinkill Academy tại thành phố Landing vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều. Mọi thông tin chi tiết về vụ nổ súng đến nay vẫn chưa được cảnh sát tiết lộ. Nạn nhân bị thương đã được xác nhận không phải là học sinh của trường. Có vài kẻ tình nghi đã bị bắt giữ về sở cảnh sát để thẩm vấn. Trong và ngoài trường trung học này đã đều bị phong tỏa để nhường chỗ cho giới chức trách điều tra. Bản tin tiếp theo có liên quan đến sức khỏe cho hay, thuốc trừ sâu còn tồn đọng trên thực phẩm có thể khiến cho người ăn bị vô sinh. Thưa quý vị, những người mẹ thường hay khuyên con cái nên ăn nhiều rau củ và trái cây để duy trì một sức khỏe tốt. Tuy nhiên, một cuộc nghiên cứu mới đây lại cho thấy, những loại thuốc trừ sâu còn tồn đọng trên vỏ trái cây và rau củ có thể cướp đi quyền làm mẹ của chúng ta vì những loại hóa chất này có thể khiến cho người ăn bị vô sinh. Cuộc nghiên cứu trên đã được đăng trên tạp chí y khoa Journal of the American Medical Association. Các chuyên gia nói rằng thuốc trừ sâu có thể khiến cho nữ giới giảm khả năng mang thai, thậm chí là hư thai, nhưng hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận chính thức. Bộ Canh Nông Hoa Kỳ cho biết, bơ, bắp và cam thường có ít thuốc trừ sâu tồn đọng bên ngoài vỏ, còn những loại trái cây, rau củ khác như là đào, dâu, spinach và ớt có rất nhiều thuốc trừ sâu. Nếu như quý vị đang muốn mang thai, hãy giảm ăn những loại thực phẩm có nhiều thuốc trừ sâu hoặc chọn những sản phẩm hữu cơ organic. Bản tin tiếp theo có liên quan đến kinh tế cho biết, có thêm ít nhất là 261.000 công ăn việc làm được tạo ra trong tháng 10
trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp giảm. Truyền thông quốc gia loan báo nền kinh tế của Hoa Kỳ hiện đang mang tới nhiều thông điệp lẫn lộn. Chính quyền liên bang cho biết có hơn 261.000 công ăn việc làm đã được tạo ra trong tháng 10. Đây là biểu hiện kinh tế tích cực nhất đã từng được ghi nhận xảy ra kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump lên nắm giữ chức vụ lãnh đạo. Con số này được cho là khả quan hơn so với tỷ lệ thất nghiệp vào hồi tháng 9, vốn đã bị ảnh hưởng bởi các trận thiên tai như là siêu bão Harvey. Vào tháng trước thì tỷ lệ thất nghiệp trên toàn cõi Hoa Kỳ đã giảm xuống là 4.1%, thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2000. Tuy nhiên, khi đề cập tới lương bổng thì mức lương trung bình chỉ tăng 2.4% vào tháng 10 so với cùng kỳ năm 2016. Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày hay còn được gọi là Daylight Saving Time sắp sửa kết thúc. Thưa quý vị, Daylight Saving Time, tức là giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, theo dự trù sẽ kết thúc vào nửa đêm Chủ nhật ngày 5 tháng 11. Tiết kiệm ánh sáng ban ngày không chỉ tiết kiệm thời giờ mà còn tiết kiệm thời giờ ban ngày. Nhiều người thắc mắc tại sao chúng ta phải rơi trở lại vào thời Standard Time vào Chủ nhật tới đây. Tại Hoa Kỳ, chúng ta sống 8 tháng trong năm theo thời tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Tại sao trong mùa thu và mùa đông chúng ta lại phải vặn ngược đồng hồ để trở lại thời Standard Time? Lý do là hầu hết các vùng ở Hoa Kỳ chỉ nhận được khoảng 9 tiếng rưỡi ánh sáng mặt trời trong mùa đông. Nếu chúng ta không vặn ngược đồng hồ trở lại vào mùa thu, thì mặt trời sẽ không ló dạng cho đến 8 giờ rưỡi phút sáng. Và cư dân sẽ phải bắt đầu kết thúc một ngày của mình trong bóng tối. Trở lại giờ tiêu chuẩn giúp cho bình minh diễn ra sớm hơn trong ngày, đồng thời cho chúng ta thêm một tiếng đồng hồ để ngủ. Nhiều nghiên cứu đồng thời cho biết, tình trạng thiếu ánh sáng ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của chúng ta. Do đó, hãy mặc ánh sáng vào nhà bằng cách mở màn cửa sổ và tránh tình trạng ngủ nướng vào mùa đông. Bản tin tiếp theo có liên quan đến giải trí cho biết, ca sĩ Selena được gắn sao trên đại lộ danh vọng. Kính thưa quý vị, ca sĩ gốc Mexico Selena đã được gắn ngôi sao lưu danh trên đại lộ danh vọng vào sáng ngày 3 tháng 11, cho dù cô đã qua đời nhiều năm qua. Ngôi sao lưu danh nữ ca sĩ quá cố Selena được đặt trong khu vực dành cho các nghệ sĩ trong lĩnh vực thu thanh, ngay trước văn phòng của hãng Capitol Records. Đây là nơi cô đã từng tới để ký hợp đồng với hãng đĩa EMI Latin. Nữ ca sĩ Selena, tên thật là Selena Quintanilla, và ca sĩ nổi tiếng đặc biệt trong cộng đồng của người Mỹ Latin và riêng ở tiểu bang Texas là nơi mà cô đã sinh sống. Cô cũng đã từng đoạt được giải Grammy và tiếng tăm đang vượt qua ranh giới với cộng đồng của người Mỹ Latin và tiểu bang Texas, thì lại bị chính người đang là chủ tịch hội những người hâm mộ của cô sát hại vào năm 1995. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết cho ngày Chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2017. Bản tin dự báo thời tiết mở đầu với thành phố Boston. Trời âm u có mưa dông và sấm sét kéo dài cho đến chiều tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 62, xuống thấp nhất vào ban đêm là 53 độ. Gió nam từ 15 cho đến 25 dặm một giờ. Dự báo xác suất mưa trong ngày là 100%. Tại thành phố New York, trời nhiều mây kèm theo mưa rào vào buổi sáng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 65, thấp nhất của ban đêm là 62 độ. Gió đông nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Dự báo xác suất mưa vào khoảng 50%. Khu vực Philadelphia, trời âm u, mưa rào kéo dài, mưa sẽ kèm theo dông và sấm sét vào buổi tối. Nhiệt độ dao động từ 56 cho đến 59. Gió đông nam từ 15 cho đến 25 dặm một giờ. Dự báo xác suất mưa là 100%. Thủ đô Washington DC trời có nhiều mây và âm u, với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 68, xuống thấp nhất vào ban đêm là 60 độ. Gió đông nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 20%. Khu vực Miami trời có nhiều mây và nắng nhẹ trong ngày, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 84, thấp nhất vào ban đêm là 70 độ. Gió đông bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. Orlando trời có nhiều mây và nắng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 67 cho đến 83, gió đông bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa cũng chỉ vào khoảng 20%. Thành phố Tampa trời có nhiều mây, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 84, xuống thấp nhất vào ban đêm vào khoảng 66, gió đông bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 10%. Thành phố Houston trời âm u và nhiều mây với nắng nhẹ trong ngày, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 86 độ, xuống thấp nhất vào ban đêm là 73, gió nam từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. Thành phố Dallas trời có nhiều mây và nắng nhẹ trong ngày, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 89, xuống thấp nhất vào ban đêm là 69 độ, gió tây nam từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%.
Thành phố Sacramento trời trong xanh đầy nắng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 60, thấp nhất vào đêm là 45 độ. Gió Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Khu vực San Jose trời nắng và có mây rải rác vài nơi, nhiệt độ dao động từ 46 cho đến 62, gió Tây Bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa cũng chỉ vào khoảng 10%. Thành phố Los Angeles trời nắng kèm theo mây rải rác vài nơi, với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 68, xuống thấp nhất ban đêm là 57 độ. Gió thổi nhẹ hướng Tây Nam dưới 5 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Tiếp theo là khu vực San Diego với trời nhiều mây rải rác và nắng nhẹ trong ngày. Nhiệt độ dao động từ 59 cho đến 68, gió Tây từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 20%. Bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Xuân Nam và Hoài Sa. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị vẫn luôn luôn theo dõi chương trình và hẹn quý vị trong những chương trình tiếp theo. Trân trọng kính chào.